Tập 6. Các vị khách quan, mau tới xem đi. Ngựa ở chỗ chúng tôi đều là ngựa tốt, mỗi con đều có thể chạy cái 1000 dặm. Trước tiên ở lại đây đêm nay, sau đó tới dãy núi Bạch Hổ. Đặc biệt là con hãng huyết bạo mã này, chạy cực nhanh, mỗi ngày chỉ 8000 dặm chỉ là chuyện nhỏ, chính là vua của loài ngựa. Con ngựa này nhìn thật sự có chút không giống với những con ngựa bình thường. Đợt tới dãy núi Bạch Hổ xa xôi vài dặm, thật sự cần một con ngựa tốt. Một ngày chạy 8000 dặm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khách quan, ngài nhìn tôi có giống đang lừa ngài không? Con ngựa này bao nhiêu tiền tôi mua? Vậy khách quan này, ngài thật sự muốn mua con hãng huyết bạo mã này? Con ngựa này không hề rẻ. Ngươi nhìn ta giống như đang nói đùa sao? Không giấu gì khách quan, ngựa bình thường có trạm kiểm dịch đại khái có giá 10 mấy lượng bạc rồi. Một con ngựa tốt thì phải mất 1 lượng vàng. Còn về huyền hắc bảo mã này còn đắt hơn cả hai loại trên, phải trả giá khá cao. Rốt cuộc là bao nhiêu? 1 viên linh châu. Cái gì? 1 viên linh châu? Đó chẳng phải là tương đương với 100 lượng vàng sao? Một con ngựa thôi mà đắt tới như vậy. Đồng đó, ngươi sao không đi cướp luôn đi? Ngựa quý như này, 1 viên linh châu cũng đáng. Tiểu nhi, con hãng huyết bảo mã này lão nương muốn mua. Cầm lấy đi. Ai vô, con ngựa này đã là của ngài. Đợi đã, buôn bán phải có thứ tự trước sau. Ta còn chưa nói sẽ không mua, sao ngươi có thể bán ngựa cho người khác? Con hãng huyết bảo mã này đáng giá 1 viên linh châu đó. 1 viên linh châu, ngươi nên nghĩ cho kỹ, ngươi có thể mua nổi không? Chỉ là 1 viên linh châu nhỏ nhoi. Trời ạ, đó chẳng lẽ là túi càn khôn trong truyền thuyết? Chẳng qua chỉ là một túi vải làm giống kiểu với túi càn khôn mà thôi. Túi càn khôn thật sự không phải là kiểu dáng như vậy. Giả sao? 1 viên linh châu đấu mua hãng huyết bảo mã này rồi chứ? Ngồi ra tiểu gia còn thưởng thêm cho ngươi 1 viên. Vậy thiếu gia này, hãng huyết bảo mã này chính là của ngài. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị tiệc rượu cho ngài. Chuẩn bị cho ta một phòng hạng sang. Ai do, nhất định là phải chuẩn bị phòng tốt nhất cho ngài. Ngài đi nghỉ ngơi đi. Ngươi nhìn túi càn khôn này của ta giống giả lắm sao? Vậy thiếu gia này để ta dẫn đi cho ngài. Đồ chết tiệt, cả trạm ngựa này chỉ có một chút, còn cần ngươi dẫn đường sao? Đừng có ồn ào nữa, các ngươi bất ồn đi thiếu gia. Lão đại, hãng huyết mạo mã này cứ thế mà phải nhường cho hắn sao? Phải nhường cho hắn? Không chỉ có ngựa đó, còn có tiểu tử kia. Cái này trả lại cho quý khách. Một con dơ béo bở thế này như vậy, sao ta có thể bỏ qua? Ngươi nói có phải không, tiểu nhị? Mấy nghìn viên linh châu còn không đủ đột phá, cứ tiếp tục như này, ai có thể nuôi nổi người chứ? Tiểu tử nhà ngươi, đừng có câu mày nữa. Thần lực trong cơ thể của ngươi có môn đạo, nếu như ta đoán không nhầm, thì ngươi cũng là một thân thể thiên phú. Thân thể thiên phú đó là gì? Thân thể thiên phú đó là một loại thể chất đặc biệt. Lúc thể chất này ra đời sẽ có dị tượng đi kèm, mà loại dị tượng này biểu thị năng lực đặc biệt mà thân thể sẽ sở hữu và cả nhược điểm của năng lực này. Nếu như ta đoán không nhầm, Thanh Huyền Thiên Đế Tăng có lẽ cũng là một thân thể thiên phú. Thành tựu năm đó của hắn, có thể chất đặc biệt của hắn, nhất định có liên quan mật thiết với nhau. Người nói như vậy, thần lôi trong đan điện của ta cũng là một thể với ta. Ta cũng không thể chắc chắn người có phải là thần thể thiên phú hay không, nhưng có thể chắc chắn một điều, thần lôi trong cơ thể của người là đồ hiếm, nó sẽ giúp người trở nên mạnh hơn. Bất luận có phải là thần thể thiên phú hay không, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên, ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Nguồn sức mạnh này thật lớn, chẳng lẽ là có thể một hơi đột phá tới nguyên vào cảnh? Không hổ là nguyên châu. Chuyện gì vậy? Đan điền của ta xảy ra chuyện gì vậy? Cự thần lôi đình màu vàng này mà có thể thông qua huyết dịch, đột nhiên sao lại yên lặng rồi? Dạ, không chỉ thăng cấp thêm một tầng tu vi, còn có thể khiến tu vi trực tiếp thăng cấp lên nhất trùng cảnh giới nguyên võ nhị trùng. Thần lôi này của người quả nhiên không đơn giản, nếu như một lần đột phá đến đại cảnh giới thì có thể lấy được sức mạnh của thần lôi, vậy thì thành công của người sau này ý là còn sớm hơn cả những thế hệ đi trước. Nguyên võ ngũ trùng đối với ta mà nói đã không còn đủ sức đe dọa rồi, cho dù là nguyên võ lục trùng thì ta cũng có thể ứng chiến. Còn về nguyên võ thập trùng, cho dù là không có cách nào thắng thì đối phương cũng khó mà công kích ta được. Chỉ cần ta muốn, ê là trong nguyên võ cảnh không còn có ai có thể ngán đường ta nữa rồi.
Tuy rằng vừa nãy đã đặt chân tới nguyên vật, cảnh giới nguyên võ, nhưng ngươi và thần thể thiên phú để giành chức quán quân cần nắm chắc các kỹ năng đặc biệt. Trong vòng một năm thật sự có chút khó, nhưng ngươi đừng quên còn có nữ vương hỗ trợ ngươi. Chỉ cần trước khi ngươi giao chiến để bổn vương thôn phải đủ bản nguyên, tù vị đặt tới nguyên cảnh nguyên võ cửu trùng, tự khắc có thể bảo đảm cho ngươi sự thắng lợi của ngươi. Nhà đạo nhà ngươi nói tới nói lui vẫn là muốn ta tìm bản nguyên cho ngươi. Bị hắn nhìn ra rồi. Có điều trận đấu giữa ta và cùng lộ vong, ta muốn dựa vào sức mạnh bản thân để thắng. Trừ trường hợp đặc biệt, nếu không ta sẽ không mượn sức mạnh của ngươi. Cho dù ngươi muốn dựa vào thực lực của bản thân, nhưng để đề phòng trường hợp bất ngờ cũng phải nhớ giúp ta thôn phệ bản nguyên. Cùng lộ vong, cứ đợi đấy cho ta. Đúng rồi, bốn núi vương thuận tiện dạy ngươi cách che giấu tu vi bằng kết hợp chi lực. Thì ra sáng sớm như vậy mà ngài đã chuẩn bị đi đâu sao? Nếu như có thể, tiểu nhị có thể dẫn đường cho ngài. Ta muốn tới dãy núi Bạch Hổ một chuyến, có cách xa nơi này không?